khó normal nè. Ok, thì cái nhiệm vụ độ khó normal tại vì mình không vẫn chưa đủ cấp, nhưng mà nếu mà đánh sự này ra đúng lúc vậy. Mình không biết tự tiện đâu đâu chưa ra ghê vậy. Má, nhưng mà mình bắn được cái đám này á, cũng không đến nỗi gọi quá cho bò mà mình không thể nào bắn được. Sniper kìa. Đu đu đu, ông này nãy giờ đi móc lớp luôn á, ghê vậy. Approach LMP support outpost. Để spot cho bao nhiêu đứa rồi. Mình cũng có một kiểu sim ngắm mình vừa có. Lụm như từ mấy tập trước hay sao đó ta. Ủa, ơ da, ơ da, nhưng mà có vẻ như không, vẫn không đủ đôi mấy thằng này. Đó, để thả đây cái đã. Hack the automatic turret, what the fuck? Hack như thế nào trời? Nè, sniper nè con. Bố mày cũng làm sniper được vậy. Đó, cây này đam hơi bị đỉnh. Đó, nhìn cái đam nè, đó, nhìn cái đam nè, nhìn cái đam và hưởng thụ đây nè. Hey, đam của mày không bằng một nửa đam của tao nữa. Mà nó cũng ghê thiệt, tại máu mình có 3000 mấy à. Nhìn cái đó là automatic turret. Làm sao để hack được cái đống đó ta. Wow 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 wow, thanh niên thanh niên. Thanh niên là gì? Ê, nó ra kìa. Đó, chết ngay. Đồ mình đủ. Bắt đầu đủ để xài rồi đó. Bằng rác thế sao ông nội này xuống nhanh vậy? Ok, và hình như đang hát cái sao á. Mình xong lên cái nhẹ coi. Ô ô ô ô. Chỉ cần hát đỡ thôi, xong rồi đó. Security area. Cái khu này khá là nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận mỗi lúc mà nơi luôn á. Đứa nào trời. Ủa đâu vậy? Đi đâu vậy? À đây 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 đây. Ê ai da ai da. Đó. Cái gì trường gaming. Ôi, mình thích nghe mình lùi 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 lùi. Lùi lại cái nhẹ. Ôi, có cái này nhưng mà cái này nó yếu hơn cái mình đang xài nữa. Cho nên cứ bình tĩnh. Bắn máu đi ông ơi. Đây bắn cho. Má cái quái gì bắn ghê vậy. Revive cái đầu tính. Hầu mới vừa revive rồi vừa lên đạn được luôn, hay thiệt. Hay. Có turret nữa kìa. Cái pha này khó à. Mày đi coi, không, mình không thấy đứa nào thôi. Muốn bắn lắm mà không thấy đứa nào. Vẫn đang bắn im chợ nè, đó 5000 mấy, 5000 mấy, 5000 mấy, 5000 mấy. Đồ có mười mấy ngàn luôn rồi, thấy không? Kinh vãi. Bắn hơi chậm nhưng được cái đam cao. Đó, 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 chuẩn cơm luôn. Wow, turret, turret, tha mạng anh đi, trời ơi, ghê vãi. Đi hướng này đề là wrong way mới tục chứ. Rồi, hình như có cái đồ xanh lá cây gì vậy, để mình làm mình lụm coi. Nào, anh không có lụm cái này. Cũng được, cũng không đến nữa nào, thôi đi tiếp đi, đi tiếp, đi tiếp. Chúng ta phải phá hủy disable the communication system. Cái hệ thống giao tiếp của nó phải hủy cái đó đi. Chắc là tụi này mình cũng không biết cái lính mà mình đang đánh là cái lính tên gì. Rồi trước là mình đánh Rioters, rồi đánh Hikers, rồi đánh phần mình vẫn chưa gặp The Last Man Battalion. Mình nghĩ đó chắc là hồi cuối cùng nó sẽ có vụ cuối, nghĩ là vậy. What the fuck? Well trained and packing gear on par with ours. The LMD
Gì ghê vậy? Đi ra đi, đi ra đi, đừng đừng có đứng lóc cửa vậy. Ôi trời, nhìn con quái kìa. Ủa hai thằng cùng gục luôn. Ông kia sao đứng bên trong luôn rồi? Tục vậy. Má cái con boss mà, này con boss mà. Nhưng mà vấn đề là mình bắn nó không xì nhê. Ủa có cách nào bắn nó xì nhê không trời? Vô trong, vô trong, vô trong. Bắn thì vẫn ăn đam như thường đó, nhưng mà nó vẫn trâu. Đó, 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 đó. Địt, chẳng lẽ nó đứng ra đây tới đây luôn hả trời. Vô đây mày, ngon vô đây. Spot cái nhẹ coi. Wow, lạy hồn nó vô tới đây luôn. Kinh vãi nồi. Vãi nồi, mấy thanh niên vô tới đây. Dead, một thanh niên disconnect, còn một thanh niên dead, nice. Ui, hồi lại kìa. Hèn chi mấy em kia kìa cái gì giờ không hiểu rồi. Chỉ có disconnect thôi. Má đang vô đây đang làm nhiệm vụ nữa chứ căng vậy. Disconnect đúng lúc gì ông nội. Chắc cũng hồi chỗ này cái gì. Ờ, thanh niên kia hồi sinh rồi. Ôi phải nồi. Đợi nó đây thôi chứ sao giờ. Nói chứ cái pha này khó quá. Đó, 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 đó. Pha này khó quá. Đánh muốn đánh là phải lên đồ, phải kinh dị lắm mới lên nổi cái đánh tụi này. Mẹ, đó, chuẩn mẹ luôn. Rồi chuẩn bị hiếp nó đi, hiếp nó đi, hiếp nó đi. Đó, 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 vô địa bàn của anh. Địch, má anh mém được mình chết rồi á. Threat found, 6 đứa hả? Càng gì sao không xuống đây bạn? Đứng nắp trong đó là sao? Để bắn cái cây này nè. Đó, đó, đó. Này thì ngáo đá, ngáo đá. Rồi, rồi. Má thanh niên, thanh niên, thanh niên, thanh niên. Ủa má hai ba thằng ghê vậy, ghê vậy. Ôi, ôi, ghê thế, ghê vậy. Rồi xong rồi đó. Ok, ông kia đã lên là đúng lúc rồi, hên quá. Hồi nãy disconnect cái bây giờ lên lại. Nó cũng hơi là cái trong cái chức năng lúc mà khi mà bạn disconnect giống CSGO á. Disconnect rồi xong là lên lại chứ nó bỏ trận giữa chừng thì nó hơi kỳ. Ok, và để coi khu này láng hết chưa. Ý, còn một hai thằng gì đó. Càng lúc đó càng khó ha. Nhưng mà mình thích cái khó này giống như thử thách bản thân vậy đó. Sniper trên đầu mình luôn hả? Ây trời đủ. Cái gì mà nó bắn ghê vậy? Má bắn một phát bay sạch cái máu luôn. Má hay thật. Má mới level 24 thôi chứ. Má gì ghê vậy? Má còn chỗ nào đặt cái cục này hay không? Đi xuống lại hả? Ý tưởng hay hơn đó. Thôi lên bắn đi. Má nãy cái tính đi xuống mà thôi nhìn tục quá. Rồi rồi. Thằng này elite nữa chứ. Thôi đúng rồi, phải thả cái đó cho nó bắn hù bằng này cái đã. Ông kia chết gì xa vậy? Ok. Đang cái máu rồi đó. Chết xa vãi. Đấy, còn thằng này bị lắc nữa chứ. Nó còi bật lửa. Đây, ấy trời. Má nó lắc.
Chết nè, chết nè, chết nè, đó đó chết nè, chuẩn bị nè, dí nó đi rồi mọi, hồi hồi cái giùm cái. Ui, để thấy cái hộp đồ lên đây cho. Đó. Lên luôn. Mỗi lần các bạn này thấy hộp đồ trong đó có chức năng revive á, là nó sẽ revive đồng đội ngay luôn, không cần phải chạy ra chỗ đó nữa. Thì cái mod các bạn phải phải upgrade cái Medical Wings lên thì nó sẽ cho bạn cái mấy cái mod trong cái skill. Thì các bạn chỉnh mod trong skill nó sẽ có cái đó. Rồi disable phải không? Lên nhé. Đó chết ngay. Để cứu ra, cứu ra. Ok lên rồi đó. Restock lại đi mọi người. Đây bấm console cho. Tới checkpoint rồi. Cho nên cho mình nghĩ như này phải có restock lại và chuẩn bị cho phải đánh một cái đó ghê gớm hơn. Lên luôn. Ok, và chúng ta sẽ đi đường này xuống nhé. Có lúc nào tụt xuống như bên giống như bên Hitman đó. Đó, tụt một cái vèo xuống luôn, nó sẽ nhanh hơn nhiều đi thế này. Tụt kiếm cầm hai tay hai chân để chừa có chứ không phải là để nắm. Ồ, có vẻ xuống đây có vẻ đã đó, nhìn có vẻ vui đó. Ok, giờ chúng ta đi đâu vậy ta? Nghĩa là mình vô ổ của Last Man rồi đó, Last Man Battle Lion đó. Thì nghĩ nên chúng ta nên cẩn thận. Ồ, má Turret kìa. Spot không ta? Má Turret mà có hẳn luôn cả Laser Sight nữa kìa. Dân chơi vồn. Đó, trồng quả lên cái đã. Dùng quả lên chứ rồi tính. Chết ngay. Mình chạy ra chỗ này đi. Ơi à, ơi à. Thấy qua đây nè. Đó, hồi máu rồi. Vừa bắn vừa hồi máu, vừa bắn vừa hồi máu. Má mình đứng dưới vừa bay tơ vậy á. Má mình chơi sẽ vô bay tơ. Rồi rồi. Thanh niên chạy đâu, chạy đâu. Nè đó 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 đó. Đó, ấy da, trời ơi má, coi kìa. Thì mình chạy qua đây máu rồi. Tính gì tính, cứ chạy qua đây lấy máu cái là tính. Ok, có hai thanh niên ở trên rồi, mình chắc cũng chạy qua đây đi. Wow, phải kiếm cái cover chứ. Mấy chỗ này nó hiếm mà rồi, nó coi giờ thanh niên máu mấy ngàn mấy ngàn mấy ngàn, kinh vãi. Suppress xong đi. À, hay quá mọi người ơi, ý có đồ, ý có đồ ngon đấy chứ. Nhưng mà giữa trận đấu thì để coi nó hơi kỳ, để xem có đồ gì mới ở mặt không luôn. Súng không có gì ngon, đồ thì cũng ý đồ thì có đồ ngon đó. 18.800 này đi. Chúng ta sẽ dùng nó trong cuộc chiến này, nó sẽ hay hơn, mạnh hơn. Ok đi. Ồ, cũng hơn là có ông bạn và hai đứa em chơi chung nó sẽ tiện hơn. Và cái ông Fia bữa thì ổng hình như là ổng lớn tuổi rồi và chắc là đang bận cho nên cũng không dám nhờ gì nhiều, mặc dù chơi rất là mạnh, hết rất là dân chơi đúng nghĩa luôn á, nhưng mà thôi kệ. Thì chừng nào ổng lên thì mình rủ chơi theo luôn. Turn off, okay, thôi mình không thích turn off cho lắm. Đích mà chúng ta đánh đánh vô cái trụ sở của nó mà chúng ta đánh như đúng rồi á. Red file 8 đứa rồi. Cứ cứ bám trong đây mà bắn thôi chứ đừng có đi ra ngoài là được rồi. Nó đứng trong đây dùng chết nó chỉ đi trong đó. Thấy vãi đái chưa? Nãy giờ này khó bắn quá vậy. Nó mình giống như Reviver vậy. Đã cục nghe á. Đó, hồi máu thoải mái luôn. Nó mình đang cần cái nâng cấp để hồi máu nhanh hơn và hồi máu nhiều hơn. Địch. Má nó có cái cây turret hèn chi.
Đệt đệt đệt. Nó vô rồi. Má má. Này thì này thì vô. Này thì vô. Đó đó. Má căng thế. Căng thế. Căng thế bạn thì. Gục luôn rồi. Hồi hồi cái nhẹ coi. Đừng có chạy ra ngoài. Cái thằng nhóc này. Đừng có xông ra ngoài. Trời ơi, cứ đứng bên trong mà bắn đi. Được rồi, đừng có xông ra. Xông ra làm cái gì? Mà đã bắn rác kinh hồn. Đó, chết mẹ. Còn thằng sau lưng của mình nữa hả? Hay đâu ta? Căng quá. Để thảy thêm cái nữa đi. Đây nữa nè, đó. Thấy chưa, má chạy ra ngoài là ăn hành luôn á. Đúng nghĩa ăn hành luôn. Ôi ôi, má bắn lên cái vài viên đạn mà nó gục luôn. Căng thiệt, không có chuyện đùa. Đúng rồi, kiểu thế này cũng kiểu thử thách mày bản thân vậy. Má, đạn thì cứ thoải mái mà xài, nhưng mà bắn thì có chết thì không là vấn đề. Bị cái ông nội này khó chạy ra ngoài lắm. Khó quá. Mấy khúc này khó bắn rồi ta. Đu đu đu. Vậy mà bọn mà sống mới ghê chứ. Ghê vậy. Ghê vậy vẫn chơi. Đó chết ngay. Má, nó mà còn sống nữa chắc mình lạy nó là thần thánh luôn rồi đó. Boss ra kìa. Boss nhảy ra từng từng từng. Này thì boss, này thì boss. Boss, boss bắn ngu vãi. Đó, có súng xịn là xài cái gì cũng đánh được hết á. Bắn phụ ông này đi. Wow 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 wow. Wow. Ok, thiết nghĩ là chúng ta nên làm medic hết là sẽ hơn là các bạn trong những trường hợp mấy bạn rút cái súng ra, tại máu lúc nào cũng đang cần hơn cả là so với việc chúng ta để một cái súng đó, máy bắn nhỏ nhỏ. Thường là chỉ có bên Tech Queen mới xài đó thôi, nhưng mà máu thì nó vẫn cần thiết hơn nhiều, là chúng ta bắn chủ yếu là bắn không à. Cái kia thì cũng chỉ đỡ trụ chúng ta một khoảng ít thôi chứ cũng không có dài lâu được. Lên em. Đó 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 đó. Má giờ coi bắn là 14.000, 14.000 nè, 14.000 nè. Chết ngay. Má bắn ngay đầu mà không chết là tao cùi. Đó lý do tại sao mình xách theo cái súng nhắm này nữa. Bắn được cái bắn nhiều bắn nhanh. Và được cái đam rất là khủng. Không có chuyện đùa. Đam khủng ở đằng khác. Gì đi, hai người quýt tới đôi với nhau á. Reinforce vest. Đâu để mình quay trở lại cái restock lại cái đã. Restock cái ra tính. Nãy giờ thôi, đạn chơi cũng nhiều lắm rồi. Như nó đang tràn lên hay sao ta. Để coi đồ nó có ngon hơn tí nào không. Nó cũng chỉ tăng skill power thôi. Cho nên thôi mình thích game mình lên đi tiếp. Nó tràn ra nữa rồi. Ôi, cái Soret đâu ra nữa vậy? Nó mới cắn luôn á hả? Ghê vậy? Neutralize the enemy guarding the ammunition. Có nút nào bắn cái này cục này không ta? Làm sao để hack cục này ta? Thiết nghĩ chúng ta nên lên khúc trên, nghĩa là đi lên trên chứ phải là đi xuống dưới nữa. Tại vì đây đâu có ai đâu ta. Đúng rồi, lên trên đúng rồi. Có vẻ đông đó. Mẹ, chúng ta vô ổ luôn rồi. Cái nhỏ gì Barret gì đúng không? Theo mình biết là vậy. Đó, đó. Ê, what the fuck? Sniper chắc luôn. Cái thời loại đéo gì chưởng phát một phát chết luôn vậy.
À, chỉ có sniper, đúng rồi, một thằng sniper trên đây nè. Đó, chạy đi em. What the fuck? Thế loại gì bự vậy? Đó, ăn bom đi mày. Ăn bom đi, ăn bom đi. Đó, 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 đó. Chạy đi đâu nữa? Má hết đạn của tụt chứ. Chết ngay. Bây giờ vấn đề là một con sniper và một cây súng ở lòng vậy. Không phải súng mà là người. Ba thằng đang xuống kìa. Trên này có đồ che không ta? Sniper vẫn đang đi lên kìa. Còn mẹ mày. Hey, nghĩ sao chơi được tao? Qua đây, qua đây, qua đây. Anh cứu vậy. Đúng rồi. Tốt quá. Giờ chúng ta còn con sniper để mình xử lý thôi coi. Ui, cái quái gì vậy? Nó bắn mình luôn hả? Nó đang lùi lại kìa. Lùi đâu mày? Mày bắn tao cho đã rồi mày lùi hả mày? Ha 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 ha. Nghĩ sao vậy em? Nghĩ sao vậy? Má bắn bắn đục thường ta. Ôi thì nghĩ nên lùi lại đi, tại khúc này chuẩn bị nó ra thêm nữa, cái thấy mẹ nữa. Má còn có vài giọt mà sung lắm. Chết ngay. Ok, vậy thì nghĩ chúng ta nên đi tiếp. Cái chỗ này có restock lại hay gì không ta? Restock, thấy giờ mình nhắc là nhớ luôn. Má mình có linh cảm đúng. Lúc nào mình linh cảm có restock là có restock liền. Chuẩn mẹ luôn. What? Anh hùng xà điêu hả? Má mặc đồ tột vậy ba. Má coi mặc đồ rồi, má mặc cho cái áo choàng. Đê... nghĩ sao bắn đầu vậy em? Mà bóng chị té luôn hả? Ghê vậy. Hostile incoming. Chuẩn bị tới nhé. Chúng ta phải chủ cái khu này. Mình thích cái kiểu chơi mà khi nào mà mình càng nhiều càng tốt. Mình muốn chơi cái kiểu mà càng đông cỡ chừng 5 người mới hay. 4 người không muốn chơi đủ đâu. Cái quái gì vậy? Má khúc này quá khó. Mình kêu nhiệm vụ khúc đầu nó còn đỡ đỡ chứ má khúc sau nó quá căng, quá kinh dị. Má mình phải chơi đi chơi lại một chục lần. Đợt má nó khó. Ok, vấn đề ở chỗ là chúng ta phải trụ càng lâu càng tốt và lát nữa có boss ra nữa. Và nếu như chúng ta không trụ được lâu thì coi như chúng ta chết sớm luôn á. Không đánh được, tại tụi này quá khó đánh. Đấy, chết rồi. Đấy, chạy đi em. Mày nên chạy ở vừa. À, khó quá. Bắn nó phải gục luôn chứ. Hồi máu nè, lên nè. Còn hàng sniper xuống tới kia luôn rồi hả? Giờ vậy? Chết ngay. Má giờ bắn đến độ mà nó trời có tuyết luôn hả? Má mém mình chết rồi. Spot lại coi. Khu này nguy hiểm quá. Chúng tôi spot lại. Fresh foul 5. Wow. Cái quái gì ghê vậy? Ồ, mà nó bắn ghê vãi chưởng luôn. Má, cái này mà bắn hết cái nhiệm vụ này mà không lên level nữa, tao lạy. Đến nỗi lạy luôn á. Ồ, ghê quá. Lát là chưa kể, lát còn Elite Boss ra nữa. Cảm ơn, bắn nhiệt tình vô. Bắn nhiệt tình vô đó, chết ngay. Oh, vẫn đang tập trung, vẫn đang tập trung. Chết cha. Boss xịn ra rồi. Mấy boss xịn ra rồi, ra xịn lắm luôn.
Đợt Surgeon King. Bên phải em kìa. Má nã nhiệt tình vô nã chết luôn. Trời ơi má. Gục rồi. Ôi da. Khúc nào nó cũng có cái gì ta. Khúc nào nó cũng có cái ghê của nó vậy. Mình hết máu luôn rồi. Đết. Bị nữa vậy. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó đi, bắn nó đi. Đết. Qua đây hồi cái, qua đây hồi cái, hồi đây chứ nè, đó. Ồ, ghê quá, ghê quá, cái này ghê quá. Surgeon King. Revive hơi bị lâu á. Giết đám còn lại, má, chắc xỉu luôn. Lên luôn, lên luôn. Bắn đi, bắn nó, bắn nó, bắn nó anh mà hồi sinh này vậy. Đó, chuẩn mẹ luôn. Đó, giờ chúng ta vô thế rồi đó. Bắn dễ dàng hơn. Cứ thế mà thủ mà bắn là hơi ok rồi. Chuẩn mẹ luôn, đây là nhiệm vụ khó nhưng mà mình từng gặp luôn á. Chưa kể nhiệm vụ cố biết chuyện gì sẽ ra nữa. Ôi, lùi lại đấy, đứng đó làm cái gì? Ây da, chăng gì? Bây giờ vẫn chưa chết sao? Tục vậy. Má, tục quá luôn. Tục lắm 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 luôn. Hết đạn mới tục chứ, má chuẩn bị nhắm cái hết đạn. Má cái khu này, khu kiểu như má nhử mồi vậy. Đết. Hồi máu lại đi, mình có thanh máu mà. Đừng để nó lên đây, đừng để nó lên đây. Vấn đề sẽ rất là nan giải nếu mà cứ để nó lên đây. Wow 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 wow, có vẻ bom nha, không thành vấn đề lắm. Để coi spot được bao nhiêu đứa. Ôi, vẫn đang cố gắng chạy lên, 9 đứa rồi hả, ghê vậy. Má, chỗ này không phải chuyện vừa rồi. Má, làm ơn cái súng này có hiệu nghiệm một tí. Má, bắn thì cũng chết đó nhưng mà nó hơi lâu. Ôi 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 ôi. Căng thế, chọi qua đây trái coi. Má, Surgeon King nữa, má gì ghê vậy. Chết đi bồ. Má, hận mấy thằng này suốt đời luôn, đệt. Nó khó, bởi trưởng. Gặp cái máy này chứ. Nó chọi bom rồi. Chọi bom rồi. Đó, đừng để nó lên đây là được rồi. Má, căng thế không biết. À, bóp AM mới tục chứ trời. Wow, 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 wow. Wow, ơi. Wow, 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 wow. Ơi, má, ăn máu gì mà vẫn còn một chữ một phát thì chết luôn. Không thể tin được. Ngay tại Việt Nam. Má, cái này không có cửa để đánh solo luôn á. Mình không nghĩ, biết nghĩ sao nữa. Game nó hơi khó, khó lắm luôn. Đánh solo là một vấn đề lớn, rất là lớn. Má, đừng để nó lên đây, đừng để nó lên đây. Ồ, căng thế không biết. Ui, nó tụt xuống rồi. Hên quá. Để hồi máu lại coi. Y má, cân não thiệt lắm luôn. Rất là cân não đằng khác. Ui, má cái này. Má, nhiệm vụ này khó nhất từng thấy luôn á. Thí nghĩ nó nên cho đồ mà sao cho cân xứng với cái sức mình bỏ ra. Tại vì má, khúc này không phải dễ như mà mình nãy giờ mình làm đâu. Wow. Không phải chỗ cũ rồi, hay quá. Má, đúng là kỳ tích luôn á. Thằng kia gần chạy kìa. Má, cầm cái súng ngắm là nã thằng này chưa. Sướng đời luôn. Đệt, 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 đệt. Usually the remaining còn nữa, ha. Còn mấy đứa luôn rồi. Đừng có xuống vội, đừng có xuống vội. Còn mấy đứa ta.
còn hai ba đứa dưới này luôn rồi. Để coi tập trung cái đã. Neutralize the remaining MMP. Mình chỉ sợ là nó cầm shotgun nó ra, nó chưởng cho vài phát cái chết nữa. Remaining MMP có lẽ xong hết rồi nha. Load on. Cái gì mình cũng lấy hết á, nói chung lấy hết. Restock rồi chưa ta? Full restock. Stock thêm phát nữa coi, thêm băng đạn nữa, bắn cho dài lâu. Ui, ít ra này phong phanh như Elite Boss. Tức là thằng này, mấy thằng này vẫn còn giới hạn của nó. Má nó còn chết ba. Còn chứ không á, nghĩ mà khỏe luôn. Ok, khoan vào đó. Để spot địch cho nó nằm ở đâu ta. Ba đứa, còn ba đứa nữa. Lấy đồ đi, lấy đồ đi. Vest nè, Elite Boss nữa kìa. Căng vậy. Căng lắm luôn. Thì này thì Elite nè, Elite đâu rồi? Chạy đâu vậy? Ôi, các bạn muốn chạy lên đây hay sao ta? Đang cố gắng lên mà lên có vẻ gì chèo leo chèo không được hay cho lắm. Đó thấy đây cái rồi. Thằng này chắc có vẻ gầm sập gân hay cái què chết liền, thằng này không có cửa sống rồi. Này thì bắn tao còn, để coi hai bao nhiêu thằng nữa, còn hai thằng nữa. Thì mình nghĩ là vậy, đúng rồi, hai thằng nữa. Đâu rồi, hai thanh niên kia đâu rồi? Sao nó không spot vị trí luôn ta? Đứng tuốt ở dưới là hả? Tục vậy? Tuốt ở dưới là tuốt ở đâu trời? Này nó đứng đâu ta? Má đứng chỗ độc địa quá. Để chạy xuống rồi, đi neutralize the remaining AMB. Có đường xuống không? Hay phải chạy vòng vòng không ta? Ủa hàng đó đâu nha? Ở đây hình như cái đường xuống nè. Objective complete. Xong, chuẩn luôn. Hay quá mọi người. Mission complete. Yes. Yes. Hay quá. Còn mấy ông nội này sao giờ mới tới? Má nhiệm vụ khó nhằn vãi. Má nhưng mà nó up đầy cây XP của mình luôn. Má gần 23 luôn mới ghê chứ. Ok, secure rồi. Chuẩn mẹ luôn, mới unlock được. Bây giờ mình còn khoảng mới được có 220 à. Và tại vì mình chưa làm mấy nhiệm vụ level 20 mấy. Tại vì cái nhiệm vụ 20 mấy nó có cái nó cho tới 500 luôn. Mà bây giờ mình cần tới 1000. Đâu để up đây? Use laptop. Dot zone ops. Gunsmith. Ok cái này đi, đó, được hơn rồi. Vì ok cuối cùng nữa. Parex. Parex có skill survival link. Thôi để ấn up cái này đi. Rồi, lên 80% ngay. The humanitarian, nhà nhân đạo. Chuẩn luôn. Oh, look who it is. Hey, hey, it's the conquering hero. Gotta say, I didn't think anybody could pull off what we asked you to do. Best part is you freed up my first responders to go where they could do the most good. Not bad for feds, huh? I've seen worse. Take a look. Every criminal group that we've been dealing with is on the run. They're not all gone, but there's a lot less of them out there. And it shows. Residents are feeling safe enough to come out onto the streets again. JTF was able to help Sarah get their tents back up and running. They've got people lining up around the block, getting food and medical attention. We're finally starting to get some traction out there. Well, I ran into the guy who runs my neighborhood deli in Queens. He's actually talking about reopening at some point. You know, if I squint,
I can almost see New York again. How about that? All right, that's enough back padding for one day. LMB's still out there pissing me off. I've got work to do. And so do you, Agent. Get to it. Hey. You got skills, pal. Là mình đã làm tới nhiệm vụ tiếp theo và hiện tại là mình đang đã cày tới level 30 luôn rồi. Và chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ cuối cùng. Chúng ta còn khoảng 2 nhiệm vụ cuối cùng và một nhiệm vụ chính cuối cùng nữa sau 2 nhiệm vụ đó. Thì bây giờ chúng ta đang đã bắt đầu với nhiệm vụ gần 2 nhiệm vụ áp chót. Ok, và mình sẽ làm nhiệm vụ này trước đã. Và hôm nay thì cái team vẫn như cũ, vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải hợp tác với nhau hơn. Tại vì đây là một trong những nhiệm vụ rất là khó và đòi hỏi là phải tập trung một tí. Vì tại là mình cũng đã tìm một cái súng, kiểu như mình có hai cái súng tím luôn rồi đó. Thì hiện tại là mình cũng đã cày lên level 30 hết luôn rồi, full, khá là dễ. Các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ phụ nhiều là xong. Wow 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 wow. Ê mẹ, nhiều lúc bóng nhầm nữa chứ. Nó shotgun kìa. Cũng hơi lâu lâu mình thủ mấy cái cây súng nhiều đạn như thế này để mình bắn mấy thằng này. Cho nên mấy thằng này dù kiểu gì mình cũng không có sợ lắm. Với lại máu mình cũng đã nhiều hơn rất là nhiều rồi. Và hầu như mấy thằng này mình không ngán luôn á, tại vì mình level vượt nó luôn. Cho nên cứ thoải mái cho nên lúc này mình cảm thấy an toàn hơn mình đi làm những nhiệm vụ thế này. Còn chưa chứ mình thấy game chưa đủ lắm, cho nên mình ngồi mình cày cày cho xong, cày cho hết thì nó sẽ đáng hơn là khi mà mình đi mà kiểu như mấy lần trước kiểu như nó cày đánh hơi lâu cái kiểu như vậy. Như ông nội kia lên cho làm gì vậy, nó nằm dưới này mà. Wow. Và mình có cây súng ngắn này nữa, thường nó đam tới gần cao lắm, gần tới 30.000. Như thế nào nói các bạn nè. Nếu các bạn nào biết bắn á, thì nếu bắn ngay đầu nó lên có thể lên tới 30-40 ngàn như nọ. Ví dụ đó, lên tới 60 ngàn luôn không. Còn nếu mà bạn nào mình có một cái skill chính nữa, skill signature, thì skill này nó của mình á, là nó tăng đam đột biến luôn á. Kiểu như là nếu các bạn nào bắn ngay đầu đã 70 ngàn đúng không, thì các bạn bắn cỡ chừng dùng cái skill đó bóp lên trong khoảng thời gian ngắn, các bạn hơi bắn lên tới một chừng có trăm mấy ngàn. Cho nên mình rất là thích dùng cái này, dùng để chỉ mấy boss đặc biệt như thế này. Cho nên những lúc mà có mấy boss vàng vàng là thường lôi ra bắn cho dễ. Đó, mất những 30 ngàn, 79 ngàn đó. Để hồi lại ha. Đó, chuẩn luôn. Với lại bắn mấy cái này đừng nên xông lên trước, kiểu như máu đã yếu rồi đừng nên xông lên nhiều. Cứ từ từ mà bắn, không biết thấy gì phải vội. Với lại đây mình sẽ buff skill lên, nhưng mình bắn cho bạn coi. Buff skill tăng đam nè. Đó. Nè, thoải mái luôn. Đam cái cây này thường á, cao lắm á là chừng 10 ngàn. Nhưng mà nãy mình các bạn thấy không, mình bắn tới mười mấy ca mà mình bắn liên tục nữa là con nó chắc chắn là cái đáp giáp vàng nó cũng như không. Cho nên ok, ý nó lên kìa. Nó mày sao mấy này gan quá vậy. Dù khó vãi. Ok, team mình vẫn còn đủ chứ ai chết nhiều. Hồi nãy có một người gục nhưng mà hơn là một cái là bật trở lại liền. Và ngay chỗ này độ xanh rất là khá là nhiều, nhưng mà mình toàn mặc độ tím không à. Mà nãy giờ mình chưa bắn máu gì, mình chỉ cần đạn nhiều là ok, mình chắc hết. Giờ ok, lên đồ nhanh này là ngon, quánh cái gì cũng được. Còn chưa đó quánh khó. Level 22 mình đi làm nhiều, level 24 đúng là vượt sức, làm không nổi. Ôi cái gì ghê. Với lại máu của mình thì giờ tới 30 mấy ngàn rồi. Đó, cái pha nãy mà không headshot mà không chết nữa mới bựa. Đó, 140 mấy ngàn luôn rồi, reticle. Kiểu như các bạn nào bắn, đó, 69 ngàn, quá dữ. Má mình bắn headshot hay quá. Đó.
Từ từ nó nhúc cái đầu lên kìa. Nhúc đầu lên em yêu. Nhúc đầu lên. À, Axie, ok. Các bạn thông cảm. Ok, chắc chữa đạn cho mấy thằng khác đi. Mẹ nghĩ sao chơi cái này. Cái này mình kiếm được cái này một tím khá là ngon, mình mua khá là mắc. Nhưng mà được cái đó đáng đồng tiền. Bắn rất là phê, phê lòi làm khác. Bắn cái đạn như mình thích, kiểu là đạn nhiều nhưng mà đam nó cao, chứ mà đam thấp. Ờ, hả, Axie. Ok, xong rồi nè. Giờ chúng ta chỉ có thể dùng lụm đạn cho nó tính. Đi tiếp, đi tiếp. Trong đây mình còn phải... chắc mình có restock đâu đây chứ nhỉ. Mình nghĩ là vậy. Ôi má, nó rớt xuống mà mình cứ tưởng là cái gì. Hiện tại là do mình cày nhiều hơn cho nên mình lên cấp nhanh hơn mấy người này. Thì lần trước là mấy người này cao cấp hơn mình. Nhưng mà sau khi mình cày quá trời cày thì cuối cùng mình đã lên cấp. Ồ, nó lạnh quá. Ok, chúng ta đi tiếp rồi. Có đam, có dính đam rồi. Ok, nhưng mà mình thấy là trong tới level như thế này nó sẽ đỡ hơn. Chứ nếu mà làm nhiệm vụ cuối thì bây giờ là nhiệm vụ nếu mình mới nhiệm vụ level 26 thôi, cho nên chúng ta sẽ gặp quá chừng level 26. Mình là được nửa cây level 30 rồi. Thì level 30 đã là max rồi, nhưng mà nếu mà các bạn nào còn đánh á, còn làm nhiệm vụ thì nó vẫn sẽ còn một cái cây 450.000 điểm kinh nghiệm dành cho level 30. Kiểu như full cho đẹp thôi chứ cũng chả có làm gì nhiều. Ừ, cho đẹp thôi. Ồ, mấy ông này kìa, phóng xuống lại vậy. Dark Shadow, chuyên gia luôn. Chuyên gia phóng xuống bắn và chết đầu tiên không à. Chứ không gì hết. Biết ngay, đừng có phóng xuống, đánh ở trên này đi mấy ông này. Đánh trên đây còn không biết ra sao nữa, mình còn phóng xuống nữa chứ. Ê, căng lắm á. Có quái tím nữa kìa. Ôi, căng thấy bộ. Chưa kể gặp mấy thanh niên cầm shotgun nữa chứ. Thấy đường cùng rồi. Oh, wow. Lùi lại. Ôi. Đó, bắn cứ từ từ thôi mà bắn. Không nhất thiết phải chạy lên trên xa quá. Tại chưa biết mấy này nó sẽ như thế nào, nó rất là bất chắc sự gì luôn á. Phóng lên tới mức độ như này để bắn mình mà. Ok, xong rồi, khúc này xong rồi đó. Hồi lại luôn, ủa chỗ này cho respawn lại luôn hả? Cứ tưởng là phải gọi đợi tí. Ê, má màu vàng luôn rồi, ghê vậy. Để mình bớt up down cái đã. Đó, màu vàng thì cũng thành màu xanh thôi. Đó. Để có cái skill này không sợ lắm. Nhưng mà ra nữa hả? Mày muốn cái gì đó? Ngựa này thì màu xanh. Màu tím còn chết nó chi là màu xanh. Đó, thấy đây cho một cái nè. Chơi quá hay luôn. Cái này căng là đó, này thì màu vàng, này thì màu vàng. Trời ơi, X-ray đã quá. Để mình hồi đạn lại cái đã. Hồi đạn lại vẫn cho chắc cú thôi. Kiểu như mình kiểu như mình hơi bảo thủ một tí nhưng mà đảm bảo chắc về sau mình cũng không có lỡ tốn đồ, tốn tiền nè. Với lại nó hồi cả máu nữa. Ok, chúng ta đi tiếp nè. Nếu mấy thanh niên đi lẹo á. Ok.
trong cái trường hợp như thế này, thiết nghĩ mình lúc nào cũng cầm mấy cây mà đạn nhiều, phan chứ là tính. Được một cái máy kiếm nữa nè, chuẩn luôn. Mình cứ tưởng là mấy cái hộp restock là nó sẽ restock luôn cả máy kiếm chứ. Thường ở trong base của mình, kiểu như các bạn hồ trong base là thường nó đều có những cái đó. Cái gì lên đây đông vậy? Má đông quá giờ đông luôn. Này nhảy lên đó con. Nó còn thanh niên núp kìa, núp lùm kìa. Núp lùm hả mày? Còn tụi nó ra tiếp rồi. Thanh niên tím lè luôn kìa. Tím bắn thành xanh lè luôn. Ồ, hai thằng tím luôn cơ à. Má nã nhiệt tình luôn, nhà nã quá nhiệt tình luôn. Tặng hẳn một băng đạn như người luôn. Tên gì đạn? Đó, ngay chốc. Rồi rồi. Ra cái nhẹ. Ù, nó bắn gì mà không chết. Chắc tụi kia nó đỡ cho phát rồi mình nó đâu chết đâu. Này thì không chết, má bắn một phát 7 mấy k mà không chết mới lạ. Wow, mấy cái máy mình mới đặt chứ. Tụt vỡ nhưng mà nó không sao, nó vẫn cứ hoạt động. Ok, có hình như có thằng sniper thì phải. 62.000 nè. Này thì không chết nè. Bắn kiểu quái gì cũng phải chết thôi. Như có thằng sniper nè. Sniper nữa nè, đó. Đảm bảo mình hạ thằng sniper nè. Mà sao á. Vì lại nó ít cái ló cái đầu ra mà không thấy đường. Khó thấy. Này thì ngó cái đầu đó, ngó cái đầu ra. Cái đầu bắn xa càng lúc nó càng giảm đam. Nhưng mà được cái nó cũng rất là hiệu dụng. Đôi khi mà bạn bắn cho phạm vi cho chung chung á, là lập tức là mấy thằng kia nó sẽ đỡ không nổi đâu. Cái đam rất là cao. Như các bạn, nó sẽ cao hơn nữa nếu như bạn nào mà kiểu như đứng yên lại, hoặc là đứng đằng sau cover á, thì nó sẽ tăng đam do các bạn đứng mà khi bạn ổn định á. Đam mới đang cao hơn tại do các bạn có sự độ ổn định cao hơn là các bạn vừa chạy vừa bắn, nó sẽ có sự ổn định thấp và nó dẫn đến nó thấp đam nữa. Nên khuyên là vẫn khuyên xài bắn bình tĩnh và bắn. Ý, có thằng diễn đây mà sao xong lên tỉnh vậy mất bà nội. Nè, coi spray nữa đó, spray hết băng đạn thằng này chết luôn nè. Đó, một băng đạn của cây này bây giờ là chưởng một thằng vàng còn chết nữa, nó chi là mấy thằng kia. Để chọi con cái nè. Ồ, thêm một thằng tím nữa sao? Đây tím nhiều quá vậy. Ồ, hai thằng tím luôn. Khuyến mãi ghê ta. Đấy, sniper, đồ nhanh. Thằng này nhanh, có vẻ nhanh. Hai này có vẻ yếu chứ không, cũng không mạnh cho nên bắn chút xíu rồi lên dĩa rồi. Ủa này bị bốn thằng hành luôn, phát là chết liền luôn chứ. Kinh vãi liền. Đó, team mình OP quá. Stop the vehicle. Mấy câu mà thấy vô dụng nhất luôn á. Kiểu như có khi nào mà bạn làm gì đó mà bạn kêu stop, nó stop bao giờ chứ. Kiểu như công an dí á. Bộ coi nè, đó, nè, đã một đống luôn nè, đó. Quá đã. À, cảm giác là do mod. Nãy mua một bầy xong lên đã quá đi thôi. Nãy coi chừng shotgun đó. Thì ngay thế nào cũng chết rồi.
Ôi trời ơi, đừng có xông lên vội, mấy thằng này áo tím mặc đồ cứ bình tĩnh mà đánh. Nói thanh niên này thì khỏi phải nói, khỏi phải bàn rồi, lúc nào cũng xông lên mà bắn, quá nhanh quá nguy hiểm. Rồi sao tụi nó xa quá vậy, nói chỗ này không có chỗ nắp nữa chứ. Ok, mà tụi này hình như là đâu rồi, đâu rồi. Ủa hình như có thằng sniper mà kiểu như là sniper mà màu tím elite hay sao á, nó bắn mình một phát mà cũng mất máu quá trời luôn kìa. Đấy, còn thanh niên này nó cứ xông lên trước chiều rồi cho nó bắn thục mạng luôn vậy. Ông này số hơi nhỏ. bị tụi nó bắn quá trời bắn luôn. Đó đúng rồi, sniper mình nói đâu có sai. Hai thằng, không những một thằng mà tới hai thằng. Nhưng mà ồ nãy như mình cái pha này mình chửi một phát là headshot luôn á. Nè. Ây da, đừng có xông lên làm cái gì. Đứng đây mà bắn đi, đâu nhất thiết phải long xông lên đâu mấy ông nội, lại hồn thiệt chứ. Đâu đây mình revive cái. Wow, má nó chọn bông tỉnh vậy. Má chọn bông hay vãi liền luôn. Má mình đang chuẩn bị revive cái chọn bông một phát tới luôn. Rồi thêm một ông gục nữa. Hay, xong lên làm cái quái gì vậy trời. Đồ đó không được mạnh nó còn xong lên nữa. Bắn cứ bình tĩnh mà bắn trời ơi. Này cứ phải chịu khó kiên nhẫn một tí. Má đứng đây mà nó còn bắn còn chết nữa mà nó chi. Wow 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 wow. Ủa đây gì mình không rõ cho đây nghe có respawn nữa hả ta? Mình không rõ cái việc đó. Cái súng của mình nó không có độ ngắm đặc biệt cho lắm. Kiểu như độ ngắm mà ngắm xa là thiếu cái vụ đó. Mà được cái mình cũng ngắm này cũng nó chuẩn lắm rồi. Tới giờ này mình có skill gọi là nếu mà mình bắn giết một đứa là mình hồi tới 7% cái máu rồi. Cho nên hầu như mình bắn mình không sợ lắm. Ồ ông nội này chết lên chết xuống luôn. Đó hạt đẩy đẩy sẵn luôn á. Để coi spot còn ai không ta. Thẳng lên á. Còn ba đứa đúng rồi, còn như đây thôi đó. Má bắn một phát rớt hẳn một cây máu luôn mà. Đó chết ngay, trời má chuẩn quá, ba viên đạn giết được một đứa luôn. Chuẩn vãi. Má mình bắn hai vãi, lên. Ồ má sniper rồi. Má để mình xử thằng sniper vô. Địch, má ông này ông đỡ đúng lúc ghê luôn á. Má số này có vẻ nhỏ, không bao giờ giết được người mà toàn bị bắn không à. Sniper. Ok, defeat Grand Central Terminal. Chúng ta phải triệt tiêu được cái Grand Central Terminal. Cái chỗ vô hả? Của Grand Central. Restock lại cái đã được tính. No respawn zone. Căng vãi. Căng lắm luôn.
Ê, ê, má cái này GTF à? Grand Central nằm đâu? Ê, đây 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 đây. Defend, bảo chúng ta phải bảo vệ. Chứ phải tấn công. Đó, một phát là 20 mấy ngàn. Công nhận cây này hữu hiệu vãi chưởng. Đâu rồi, đâu rồi. Qua đây. Này thì u tím luôn. Tím luôn hả? Tím luôn. Quả đã quá ta. Đó, nghĩ sao vậy? Đó, revive tiếp. Số này có vẻ như không được giết nhiều người rồi. Bắn tiếp rồi. Đù, mình bắn một phát chết luôn. Đù, chuẩn mẹ luôn. Cái cây này OB vãi liền. Má coi đam nó kìa. Má chủ mà có kiểu như là các bạn có sát thương mà ngon critical lên á. Bắn một phát là chết ngay, chết không khỏi bàn cãi luôn. Mà phải ngắm bắn mà phải giữ nha. Đó, này thì đi bộ ra, địch mấy ông kia đỡ cho nó lên chứ trời. Hey. Xong lên trước quậy mấy ông nội. Nổ đây, nổ. Sao chưa nổ nữa? Sao chưa chết nữa? Đó, spray hết nguyên đáp luôn. Địch, cửa. Đứng tranh làm cái gì ông nội, đang bắn mà ông nội. Đó, 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 đó. Điểm lên đúng đã luôn, nhìn đúng phê luôn. Lùi lại cái đó. Má đạn còn nhiều, chứ nguyên họ hộp restock đằng sau mà lo gì. Nhà gì vết bẩn. Đó lên ngay. Đồ mà để có khi nào mình bứt cái critical dam nó không. 62k một phát là chết ngay. Đồ má hai phát liên tiếp này thì không critical con mày. Tao con mày. Tao con mày luôn. Mẹ bắn chuẩn quá. Ha, công nhận gì được cái critical là giỏi đó. Đỏ lên ngay. Mẹ 180 mấy em. Đó 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 đó. Wow 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 wow. Wow 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 thanh niên, wow thanh niên. Ném chết. Đồ đồ tím luôn, nhân chơi bay. Đồ hành nó, hành nó. Ơ, mấy ông kia đi chôn nó hay sao ta. Má nó cầm sọt trên chữ phát hết 4 thằng chết. Đệt. Không có đồ gì là đồ không ta. Grand Central report. Sir, they're pulling back. We held it. They restock, restock lại cái đạo tính. Hả, pha này đã quá. Ồ, mission complete luôn hả? Má mình tưởng phải có nhiệm vụ gì nữa chứ. Hết rồi. Hình như là mình mát cây gì đó. What needs to be done. Rồi mình mát. Mình còn 200 điểm kinh nghiệm nữa là mình mát luôn cả cây 30 rồi. Còn chút xíu gì nữa. Ok. Máu 36.000. Primary Damper Saken má 21k địch. Quá trưởng. Vãi trưởng luôn ấy chứ. Má 60.000 mà giảm tới 6.000 máu rồi hả. Gì tục vậy. Thôi đi thí nghiệm mình cũng không cần nữa lắm. Mới mình chỉ thích chơi đồ tím thôi mà nói chung mấy cái đồ mà của nó cũng chả hơn cái đồ tím của mình cho nên cũng chả thay làm cái gì.
Súng thì không có gì đặc sắc cho nên thôi. Next.